khách sạn Suite Bell Golden Sand Resort. Khách sạn được xây dựng vào năm 2010. Golden Sand Resort nằm ở vị trí gần biển. Nếu đi bằng xe thì khách sạn cách sân bay khoảng 30 phút và cách trung tâm phố cổ 10 phút. Đây là một nơi có dịch vụ tốt về mọi mặt, tạo mối liên kết giữa khách sạn và người đi du lịch. Tùy theo độ tuổi mà các dịch vụ ở khách sạn làm cho khách hàng hài lòng. Để Đà Nẵng trở thành một nơi dừng chân phù hợp với hình ảnh Đà Nẵng là một báu vật của châu Á, thì điều đầu tiên cần có đó là làm hài lòng khách hàng. Khách sạn có hành lang rộng, trần nhà cao làm từ loại cây gỗ đặc biệt ở Việt Nam, tạo nên cảm giác thoáng đãng. Nhiều ngôi nhà ở đây cũng được làm từ loại gỗ này. Ở đây, để đi đến phố cổ bằng xe thì mất khoảng 20 phút, nhưng mà nếu đi bằng tuyến xe buýt miễn phí chạy theo lịch trình, một ngày có 4 chuyến của khách sạn thì sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều. Kiến trúc đặc biệt cuối cùng ở đây đó chính là bạn có thể di chuyển và cảm nhận phong cảnh bên ngoài nếu đi bằng thang máy trong suốt. Đương nhiên ở đây cũng có sân tennis và trung tâm thể hình. Đây cũng là khách sạn thì tưởng nếu bạn đi một mình, đi với gia đình hoặc đi với các cặp đôi mới cưới. Đây là căn phòng được kết hợp với cả phòng khách và phòng ngủ. Đầu tiên trong phòng có một phòng tắm và hai giường đơn hoặc là một giường king size cùng với bàn ghế để kết hợp thành phòng khách. Trong mỗi phòng đều có một cửa sổ lớn cùng với ban công rộng rãi để bạn có thể vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức uống nước mát. Phòng khách quả nhiên tràn ngập phong cách của một nước Đông Nam Á. Cũng giống như ban công trần của gian phòng cao tạo nên cảm giác thoáng đãng. Ngoài ra trong phòng cũng trang bị đầy đủ các thiết bị đồ dùng cần thiết tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái. Phòng khách mang phong cách đặc trưng của Việt Nam, mang lại cảm giác rất cuốn hút. Khách sạn Golden and Resort có điểm rất đặc biệt thu hút, đó chính là có hướng nhìn ra biển. Có thể thấy phong cảnh bên ngoài, dọc theo bờ biển, khách du lịch đang đi nghỉ ngơi dưới những mái tre được bện lại, trông giống những mái nhà. Nếu đi du lịch đến các vùng nhiệt đới thì sẽ phải chơi đùa trong thời tiết nắng trong xanh như thế này rồi nhỉ. Tôi muốn nhanh chóng dỡ bỏ hành lý và đi chơi ngoài bờ biển kia liền. Nhưng mà vì ngoài trời còn quá nóng nực, khách du lịch đã dần rời đi. Vì thế dù rất muốn đi chơi nhưng tôi phải chờ ở trong phòng cho đến khi thời tiết mát mẻ hơn. Ở trong phòng luôn có máy điều hòa được bật, còn có một chiếc tivi, các loại đồ ăn vặt. Rất phù hợp với người thích đi du lịch nhưng hơi lười. Nhưng mà đi du lịch Đà Nẵng như thế thì không được đâu nhá. Nếu trời nóng mà được giải nhiệt thì thích lắm nhỉ. Dù sao đi nữa, tôi cũng rất hài lòng với các dịch vụ này. Khách sạn Golden Sand Resort nổi tiếng với sự thân thiện và các dịch vụ tốt bây giờ được trải nghiệm như thế này thì tôi đã biết tại sao nó lại được yêu thích một cách đặc biệt như vậy rồi. Một niềm tự hào khác của khách sạn Golden Sand Resort chính là khu hồ bơi. Bể bơi ngoài trời với thiết kế dài 150m cùng với một bể bơi trẻ em. Bể bơi trẻ em này có không gian chơi đùa và có các thiết bị trò chơi, nên đây là khu vực thu hút rất nhiều trẻ em. Đà Nẵng, nơi có nhiệt độ trung bình là 26 độ C, mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 12, còn các tháng còn lại là mùa khô. Vì lý do đó, nên vào mùa mưa thì ít khách du lịch hơn, nhưng mà ở đây cũng là nơi mà khách du lịch muốn đến nhất. Nếu ở Hàn Quốc, thời điểm khó để đi du lịch nhất đó chính là mùa hè, thì ở Việt Nam, chỉ khi nhiệt độ cao lên đến 30 độ C mới là thời điểm khó đi du lịch nhất. Vì thế, để có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái, thì khách sạn nào cũng phải có hồ bơi. Đặc biệt vào mùa mưa sẽ bị cấm ra biển bơi, do đó mà cũng cần phải có những hồ bơi tuyệt đẹp như thế này. Ở khách sạn Golden Sand Resort, với không gian rộng rãi được bao bọc xung quanh là các rặng cây xanh, bạn có thể cảm nhận được sự thoải mái khi ở nơi đây. Bên cạnh hồ bơi, bạn có thể ngắm nhìn được bãi biển, cửa đại ở đằng xa. Dọc theo bờ biển, cũng có thể thấy được những cái lều giống ở nước ngoài.
Bãi biển Cửa Đại cách thành phố của Hội An khoảng 30 km, được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển đẹp có thể cảm nhận được thiên nhiên của thế giới. Ở đây chúng ta có thể ngồi và ngắm bầu trời trong xanh, hòa mình cùng với thiên nhiên. Cũng có thể nằm ở đây để tắm nắng. Còn nếu bạn là một khách du lịch năng động thì bạn có thể trải nghiệm các dịch vụ vui chơi mạo hiểm ở đây. Đặc biệt ở đây còn có thể trải nghiệm câu cá. Hội An đã làm bãi biển này trở thành một nơi đáng để đến nghỉ dưỡng nhất.